Nói đi, nói đi, bắt đầu đi. Vỗ tay. Trước khi vào buổi tiệc, xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn. Kính mời chị Ngọc Bích lên công khai tổng thu và tổng chi trong ngày hôm nay. Bỏ qua đi. Bỏ qua cuộc gọi điện thoại ấy. Phần trương lên tới rồi. Được đây, sao nào? Vẫn nói bình thường thôi. Vào bình thường thôi. Nói đi. Xin giới thiệu, em chị tên là Bùi Thị Bích. Nghiêm túc tí ra nào. Nghiêm túc tí. Chị xin thông báo về tổng doanh, tổng thu và tổng chi. Tổng thu là 1.645.000 và tổng chi cũng là 1.645.000. Danh sách ủng hộ thì có tổ công trình là 225.000, ô tô Tuấn Anh là 100.000, bác Mùi là 50.000, tổ trưởng tổ dân phố là 100.000, tổng đóng góp chung là 1.190.000, tổng có biết đọc chữ không đấy? Tổng thu là 1.645.000, tổng chi bánh gato là 400.000, bánh cộng kẹo là hết 619.000, thạch với bim bim là 140.000, nước là 192.000, bia là 180.000, đâu bia là 114.000, đào với mận là 180.000, tổng chi là 1.645.000. Vỗ tay. Mấy thanh niên, à nhầm, mấy thiếu nhi vỗ tay nhiệt tình đấy nhờ. Và công sức của hai đạo diễn chính là Hoàn Hương và Hải Hà. Có thêm sự ủng hộ góp sức của tổ trưởng tổ dân phố về mặt kỹ thuật cho buổi tiệc. Góp phần nho nhỏ là tôi, Phấn, Bích và Ánh. Mọi người có muốn nghe hát không ạ? Chờ lâu, mở đầu là tiết mục hát top ca bài hát Trái đất này là của chúng mình. Đâu top ca đâu, lên đây, vỗ tay nào. Đứng ở xuống dưới, à đứng đấy nhỉ. Đứng. Top ca đâu, lên đây. Đứng lên đi, đứng lên. Đứng lên cho đủ quân số, lên. Thời gian anh bảo vào khép hẳn cái cửa vào để nhìn cho nó đấy. Âm thanh đâu? Bye.
Và tiếp theo nữa, qua sự thể hiện của ca sĩ Lý Minh Ánh về bài hát Tiếng Hát. Cái này là camera 4K, không lo đâu. Cái này gần giống là máy quay bình thường luôn nên là không sao đâu. Dây Nguyên Nhí biểu diễn. Ca sĩ cơ, anh chơi nhờ.
Cuối cùng là ca sĩ nhỏ tuổi nhất, Thùy Linh, em xin hát tặng tất cả mọi người bài hát Đi Tới Trường. Thank you.
quay nha Sơn nha. Quay cho chuẩn luôn chứ. Vui thay mình, vui liên hoan thiên nhiên thế giới. Ta hát vang lên niềm vui, ta vang lên tay nắm tay qua biên vui. Trong tương lai tươi sáng phía trên theo nhìn đời. Ngoài giặc kia hôn hoan tình yêu chữ chân, một ngày sáng tươi tình yêu biên loan thái bình, vui liên hoan thiêu nhi thế giới. Ta khát vang lên niềm vui, và vang lên tay nắm tay qua biên núi. Trong tương lai tươi sáng thiêu lên theo nhìn trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này, mẹ nó. Hả? Không sợ đâu.